Vâng, em xin chào các bác. Đấy, em tiếp tục lên cho các bác thêm một cái con âm ly size 27 nữa, phục vụ các bác nào mà thích những cái dòng âm ly nhỏ gọn nhưng mà thiết âm hay nhá. Thì đây là một con âm ly size 27 của Onkyo. Đấy. Đây, 27.5 chiều ngang này. Sâu là 33 này. Chiều cao là nó là 11.5 cm nhé, 11.5 cm. Đấy. Âm ly có thể chỉnh được là silver bass này, bass chép này. Đấy. Giống con 9-2M đứng trước, trước em có quay. Nhưng con này thì nó đời nó thấp hơn nên nó sẽ rẻ hơn nha các bác nhá. Đấy. Đấy. Đây là bass, đây là silver bass, đây là chép này. Đấy. Âm đi còn rất đẹp các bác nhá. Hai bên đều có tiếng bình thường. Ok chưa? Đấy. Ok nhá. Tôi nghe gió du cây, chim kêu trên ngàn mây. Hồn miên man khắp. Còn rất là đẹp luôn. Đấy. Về cấu hình, về thông số kỹ thuật thì con này là 100 volt hàng mini summon và công suất là 100 watt các bác nhá. Có thể kết nối một cái đôi loa từ 6 ohm đổ lên và A cùng B sẽ là 12 ohm đổ lên nhá. Con âm ly này thì có thể kết nối được sub out giống như là con 9-2M. Chín 11M thì em đánh giá là cái giải tép của con 91M nó sẽ sáng hơn của 92M. Đấy. 92M thì giải chung nó sẽ ấm hơn. Thì mỗi con nó sẽ có một đặc điểm tiếng riêng và tùy theo từng bác. Bác nào thích kiểu gì thì nghe của đấy nhá. Ví dụ như bác nào mà thích nghe nhiều tép thì có thể là lấy con 91M này thì nó sẽ nhiều tép hơn, nợ tép hơn này. 92M thì nó sẽ nợ chung và nợ bát hơn. Đấy. Thì tùy từng người nhá. Vâng. Đấy là đánh giá của em thôi, còn đâu là các bác tự nghe và tự cảm nhận. Em có quay cả con 92M trước đó rồi đấy. Thì các bác có thể là lật ngược lại cái video trước để xem vào kênh của em nhá. Các bác kích vào kênh Nguyên Vũ Audio. Trong mục video mình sẽ kéo xuống thì sẽ thấy có con 92M. Thì các bác có thể là kích vào con 92M để nghe thử và so sánh với con 91M. Xem là chất âm của con nào hay hơn, hợp lý với mình hơn thì mình lấy con đó, được chưa? Con này sẽ rẻ hơn con 92M 500.000. Con kia là 2.8 thì con này chỉ có 2.300.000 đồng thôi. Đấy, bác nào mua Noel luôn nhá. Vâng, đấy. 91M đấy, con này âm đi vẫn chạy bình thường. Hai bên về tiếng đều lên này. Vừa nãy em có thử đằng sau rồi, em thử tiếp cái ba năng đằng trước cho các bác nghe. Đấy, được chưa? Tép này. Bát này. Tạm về này. Và đây là silver bát nhé. Các bác thấy cái tiếng bát nó dày lên nhưng mà nó lại ấm không? Đây đấy chính là cái tác dụng của bát. Bây giờ các bác nghe tiếng bát nó mỏng đi không? Đúng không ạ? Đây kể cả tăng bát lên nhá. Vẫn tiếng bát nó vẫn sẽ kỳ mỏng. Đúng không? Có bát nhưng bát nó mỏng. Nhưng mà khi tăng chùa bát đây này, tiếng bát nó dày đến hẳn đúng không? Đấy là tác dụng của chùa bát nhá. Đấy. Chín 11M Onkyo và con này thì giá của nó 2.300.000 đồng thôi nhá, bác nào mua Android em luôn. Đấy, giá đợt này là như vậy, còn có những cái đợt thời điểm nó cũng không về rẻ nhá, có những cái thời điểm nó lên tận 2.900.000 đấy các bác. Nếu như mà xem kênh của nhà em các bác biết có những đợt con này nó về nó giá của nó tận 2.900.000 cơ. Đấy, có một đợt thì nó khoảng tầm 2.700.000 và đợt này nó đang là rẻ nhất từ trước đến nay luôn là 2.300.000. Để bác nào mà đang có nhu cầu mua con 91M này thì alo luôn nhá. Còn đợt tới này mà nó tăng tiếp thì em không biết được, bởi vì là thông thường thì
thi thoảng nó mới có một con, một đợt nó được rẻ rẻ như này thôi. Đấy, các bác không tin các bác có thể search thử 91M ở trên mạng mà các bác sẽ thấy là có những cái đợt mà nhà em về hàng nó bán 2.9 triệu luôn. Vâng, em xin kết thúc video ở đây và xin đọc lại giá là 2.300.000 đồng. Vâng, số điện thoại liên hệ 0966 594581, 0979 1682 nha các bác nhé. Xin chào mọi người ạ.